Hey, xin chào anh em nha. Thì sau lưng của Từ Siêu đây, một chiếc ghe đang bị tai nạn ha. Mới kéo lên nụ xong thì mời các bạn xem cái những cái tình tiết chi tiết như thế nào. Hãy chờ xem clip này nha anh em. Đó, trước mặt các bạn nha. Quá trời bể kìa. Chưa chìm là may nha anh em. Cái này anh chủ ghe cho mình biết là ngủ gục nha. Ngủ gục rồi đụng vô cái góc lái của ghe cầu đôi. Trời ơi. Đền hết 15 triệu nha. Ghe này làm nghề xúc cá cơm nha anh em. Ôi nó bể tét bè luôn rồi. Bè này bè 4 phân nha. Rồi nó tét. Cũng may là chưa có chìm. Anh chủ ghe anh mới cho hay. Rồi đi cái lô luôn. Rồi. Cái này là tốn cỡ 100 ngoài triệu nha. Hơi mệt, hơi mệt. Ủa, bể à. Trời ơi, bây giờ phải cắt be. Đó. Cắt be, dây ga, rồi cong. Đó, đụng trời, ớn thiệt. Hơi mệt rồi. Thì bề ngang của nó là khoảng 5 mét đổ lại nha. Bề dài thì nó khoảng 20 mét đổ lại. Trời ơi. Xúc cá cơm. Chiếc này cũng mới đây nha. Mới đóng đây nha. 954 41 TS. Nha đó. Ồ. Chiếc dịch nhôm nha anh em. Cái này chạy máy gì đây? Mình không có quen biết chủ ghe cho nên là không có được lên ghe quay nha anh em. Chuyên này dung dịch nhôm nha. Dung dịch nhôm. Dung dịch này cỡ 2m4 á. Cỡ 2m4 đổ lại ha. Bánh lái thì bánh lái sắt lắp keo. Mới kéo lên nụ luôn. Hồi hôm qua. Ồ. Đây. Dính gác quá, cái lắp này chắc lắp 102 quá ha. Rồi cái lắp bánh lái này nói nè. Khúc dưới đây thì 90 ly. Dài trên đó thì có 76 à. Bánh lái inox nha. Bánh lái inox. Ồ, bể thấy thương trời. Chiếc này sửa lại chắc cũng phải hơn tháng nha anh em. Tại vì phải gỡ lấy ra, lấy cái mũi lô ra luôn. Đó. Rồi bè cong. Ui tùm lưa hết trơn á. Mệt rồi. Chủ ghe không có bảo hiểm thân tàu nha, chỉ có bảo hiểm con người thôi nha. Mình cũng thấy một chiếc ghe thu mua cá cơm nha. Đó, chiếc này là thu mua cá cơm nha các bạn. Ở Kiên Giang. Chiếc này mình mới hỏi cái anh bên kéo đẩy ụ tàu á. Anh nói là bề ngang nó là 6m7. Bề dài là 24m ha. Kiểu này là lần đầu tiên mình cũng mới thấy luôn. Lên sơn phết lại nha. Quá đã. Mới thấy lần đầu luôn. Thiết kế cabin ở đằng trước nha. Ở trên có làm lan can đó ha. Chiếc này là sấy cá cơm trên ghe luôn, chế biến trên ghe luôn nha anh em. Cái chiếc thu mua cá cơm này nè ha, là chạy máy Hino 139 nha. Hộp số là 5 tua. Chiếc này sẽ sơn lại nha, sơn là cái phần thân nha anh em. Không có sơn nguyên con mà sơn phần thân thôi. Cái màn này đang lắp keo ha. Giá lại. Lương nước là chiều xéo này là ok nha anh em. Nếu mà ngang quá thì ghe đắt nha. Xéo là rất là hợp lý luôn á. Dài. Dịch thao nha. Dịch này khoảng 2 mét đổ lại nha anh em.
mét mấy á, là cái cây. Quả tiễn này tới 1 mét, cỡ 1m2 ấy trời, cái đầu quả tiễn này nè. Rồi nó phá trên đó trời, phá keo. Cái lực quạt nó quá mạnh á, cho nên là lâu ngày keo chóc. Bánh lái thì mình lấy nóc ha, lắp bánh lái thì 90 ly. Còn cái chiếc này chắc bị chảy dữ lắm à, chiếc này chắc bị chảy dữ lắm nè, cho nên là kéo lên đây làm keo lại ha. Lên được ghe rồi nha. Ở đây quá rộng nha anh em, ở sau này quá rộng, nhà vệ sinh là ở đây ha. Là sấy cá cơm trên ghe luôn nha. Đó. Đây là cái vàng sấy nè, mình cũng chưa biết cách thức làm như thế nào nữa. Nó từ ở dưới mặt bon này nè lên trên đây là 1m75, 1m8 nha, đón đón tại cái đầu của mình hiện tại 1m7, chắc 1m8 quá ha. Anh nuôi nấu cơm ha. Phòng thầy công quá đẹp luôn, khỏi BU luôn nha anh em ha. Lái thì lái trợ lực luôn, trợ lực dầu. Trong đó cũng trong cái phòng ngủ nha, ở ngoài này thì để lái tàu này nọ luôn ha. Bên đây thì cầu thang đi lên. Quá rộng luôn. Chiều chiều ở đây giải trí cũng được nè ha, đá banh đá bọng gì đó. Ok, quá êm đó. Chiếc mũi ô đây có vẻ hình cái mỏ neo. Rồi đi xuống thôi, hầm máy sẽ ở đây nha các bạn ha, hầm máy nó ở đây thì mình không có được dỡ hầm máy ra ha, thông cảm nha. Rồi hầm lái đằng đó, đây hầm lái đây đó, hầm lái nha, đây hầm máy. Về cái phần con lương đụng á ha, dốc khẩu là sẽ ốp inox luôn nha, ốp inox hết luôn đó. Mấy anh này đang chở chuẩn bị ốp inox ha. Hôm nay thì cũng đã gắn chân vịt rồi nha anh em. Có chơi thêm một cây hai cây chổi nữa ha, tại cái tiếp này tiếp nối ra nha, tiếp này nối ra là cỡ 1m2 rồi đó. Cái láp 140, chân vịt cỡ 3m8 đổ lại nha. Quá bự rồi, 4 cánh. Chân vịt này, chân vịt nhôm nha anh em. Nhôm, sơn, nước sơn, nước sơn hai thành phần á, ha, nước sơn của ống dầu khí á, thành màu trắng ha. Nhìn góc độ này nó bự ha. Có người thích xài 4 cánh, có người thích xài 5 cánh nha anh em. Ảnh đang làm cái đế bổ trâu nha anh em ha, đế bổ trâu là bằng sắt luôn nha. Thì hôm nay là cái phần bon này thì chưa có lắp keo đó, hôm nay được nhiêu rồi đó, mấy clip trước quay thì cũng chưa có hoàn chỉnh ha. Bên đây thì đãi một cái bổ trâu, bên đây là bên đây lấy cào nha đó, cho nên sợ dướng díu không có đãi. Để bố trong bên đây thôi, cục dây.
ơi, phòng tài công. Phòng tài công thì cũng chưa xong nha các bạn ha. Chưa xong. Từ từ. Công việc còn khá nhiều ha. Chiếc này sẽ sơn lại nguyên con luôn ha. Nguyên thân luôn. Đó. Sơn keo nha. Rồi ghe này chơi sò keo luôn nha anh em ha. Bây giờ là làm cái sò dài như vậy đó ha. Sò tròn bây giờ là lỗi thời rồi. Sò dài gì là mới ok ha. Anh này đang khoan lỗ nè. Lỗ 10 ly nha. Cái chiếc này lúc trước là có ốp phần sắt đó anh em. Thì hôm nay lắp keo rồi. Còn inox này thì chủ ghe cho ốp vô nữa ha. Cái phần inox 3.4 này là dày 3 ly nha anh em ha. Ốp chị thì khi mà cái mũi này nè, khi mà vô trong cái phần cạn ha, là nó sẽ bảo vệ cái phần tiếp ở dưới đó. Chủ ghe quá kỹ rồi, chơi quá mạnh. Giờ hàng mấy cái tấm này lại để giữ lại ha. Này là bắt vít thông nha ha. Vít thông inox 304. Đó, thì khi mà ảnh ốp inox này xong thì sẽ lắp thêm 7-8 lớp keo nữa ha. Đó, chơi cỡ đó đó. Wow. Đó. Chiếc này bữa hổm là ốp nguyên cái tiếp là xuống nước là nó đầm thêm ha. Dẫn thêm. Bữa nay thì tới phần này. Ốp này không là mười mấy triệu nha anh em ha. Tiền công rồi tiền keo, tiền cái nóc này nọ đó, mười mấy triệu đó. Hôm nay lên màu ha. Ok. Ốp inox. Thì chiếc này chắc mình không có quay được hạ thủy nha. Mình sắp tới là mình sẽ đi Côn Đảo ha. Chút nữa sẽ đi ra Côn Đảo. Rồi. Hẹn anh em clip sau nha. Rồi hầm máy thì khóa cửa, mình không vô được hầm máy nha các bạn. Thông cảm nha. Rồi bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại clip sau nha. Ốp inox ha.